Lucas Moura, hãy dựng tượng ngay cho anh ấy. Spurs đã phải đón nhận hai cú đòn choáng váng trong hiệp một sau các cú dứt điểm của Zelic và Ziyech. Tuy nhiên, sân chơi C1 năm nay là nơi dành cho những cuộc lội ngược dòng khó tin. Lucas Moura, món hàng thải của PSG đã vọt lên trở thành ngôi sao rực sáng nhất trên sân Amsterdam Arena với 45 phút bùng nổ. Ba cú ra chân đẳng cấp là ba bàn thắng lịch sửa đưa Tottenham lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết Champions League. Phong độ đỏ rực của Lucas Moura khiến Eriksen hết sức trầm trồ. Trong niềm hân hoan thắng trận, tiền vệ Đan Mạch còn tuyên bố sẽ dựng tượng cho người đồng đội. Đây là trận đấu điên rồ. Chúng tôi đã có lúc ở rất xa trận chung kết, nhưng rồi Tottenham cố gắng chiến đấu và được may mắn yểm trợ. Tôi cảm thấy tiếc cho Ajax. Họ đã chơi rất hay trước Spurs. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội hơn và chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Giấc mơ lọt vào chung kết của Tottenham đã trở thành sự thật. Toàn đội chiến đấu vì điều này cảm giác hiện tại thật lâng lâng khó tả. Ở vào thế cùng đường, chúng tôi đã tạo nên sức ép liên tục. Thật may khi các cú dứt điểm đều đi đúng hướng, Lucas Moura đã chơi 90 phút tuyệt vời. Hôm nay là màn trình diễn phi chiến thuật, nó thiên về tinh thần và sự quyết tâm đến tột cùng cảm xúc, cạn lời khen dành cho Lucas. Anh ấy là hiện thân của chiến thắng và xứng đã với nỗ lực cá nhân. Tottenham như một chiếc tàu lượn siêu tốc và Lucas Moura đã đưa chúng tôi đến chung kết hy vọng cậu ta sẽ được dựng tượng ở anh sau trận đấu này ericsson chia sẻ đăng khôi